Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến khá chi tiết về vụ việc một đối tượng tẩu thoát khỏi trụ sở công an phường nhưng bị truy đuổi bắt giữ lại nhanh chóng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trụ sở công an phường Tam Bình vào ngày 29 tháng 5. Theo đó, lực lượng chức năng phường Tam Bình trong lúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở. Nghi phạm này tên Tâm, 35 tuổi, trước đó cũng có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè. Theo đó, nghi can tên Tâm bị đưa về trụ sở công an phường Tam Bình để điều tra. Trong lúc bị giữ, người này xin cán bộ cho đi vệ sinh. Khi được cảnh sát mở cửa, anh ta bỏ chạy thật nhanh ra khu vực cổng, lên xe của một người phụ nữ chờ sẵn định tẩu thoát. Tuy nhiên, các cán bộ công an đã đuổi theo, quật ngã chiếc xe máy, khống chế Tâm và giữ người phụ nữ lại để xác minh. Người phụ nữ trên là hàng xóm của nghi phạm. Người mẹ của nghi phạm nhờ người phụ nữ mang cơm đến cho người này ăn. Khi đưa cơm xong người phụ nữ đi ra ngoài, nghi phạm cũng xin đi vệ sinh, rồi bỏ chạy ra ngoài phóng lên xe người phụ nữ. Một nguồn tin giải thích. Bước đầu công an đã làm rõ người phụ nữ không có bàn bạc, thông đồng với nghi phạm từ trước. Chỉ là vô tình người phụ nữ đang nổ máy đi về thì nghi phạm chạy ra nhảy lên xe. Hiện nghi phạm vào hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền. Công an quận Hà Đông thành phố Hà Nội cho biết, công an phường Hà Cầu đã làm việc với đại diện nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu aerobic trước ủy ban nhân dân quận Hà Đông gây phản cảm. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhà công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị, không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội và tháo gỡ những hình ảnh bài đăng đã đưa lên. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu nhảy aerobic với tiếng nhạc lớn trước ủy ban nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo nội dung clip, nhóm nhảy gồm 7 người phụ nữ đang nhảy không để ý đến những người xung quanh. Clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa phần người dân đều cho rằng việc nhảy nhót trên đường phố, đặc biệt trước cơ quan hành chính nhà nước là hành động lố bịch, phản cảm. Không chỉ thế, tiếng nhạc lớn vào sáng sớm đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người dân xung quanh. Ngoài video gây xôn xao nói trên, theo tìm hiểu, nhóm nữ này còn quay nhiều clip ăn mặc hở hang đăng tải trên mạng xã hội, thu hút các lượt like, tương tác. Lãnh đạo công an phường Hà Cầu cho biết sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét về vấn đề sản xuất nội dung truyền thông trên không gian mạng, góc độ ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ tục, nếu có căn cứ về mức độ vi phạm, các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đình Thị Hải Lý, sinh năm 1977, Phó trưởng phòng kế toán, tài chính, thiết bị trường Cao đẳng Lào Cai, kiêm kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Bùi Thị Liên, sinh năm 1989, cùng chú tại thành phố Lào Cai, thủ quỹ Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Đinh Thị Huyền Trang, sinh năm 1989, chú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, là kế toán trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trường cao đẳng Lào Cai về tội tương tự. Cả ba bị can bị khởi tố để điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trường cao đẳng Lào Cai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phạm Trường Minh, sinh năm 1978, phó trưởng phòng thanh tra, khảo thí trường cao đẳng Lào Cai, nguyên giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc trường cao đẳng Lào Cai. Đồn biên phòng Cát Bà thành phố Hải Phòng vừa có báo cáo việc thuyền viên tàu New Vision và hai người dân bị nạn trên biển cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm. Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 29 tháng 5, anh NVH, sinh năm 1984, chú tỉnh Hà Tĩnh, là thuyền viên tàu New Vision, rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt. Đến 20 giờ cùng ngày, mọi người không liên lạc được với anh Hát. Ngoài ra, thông tin từ người dân, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 5, ông DHM và bà PTL, cùng sinh năm 1966, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, là người lái đò máy có chở một hành khách nghi là anh Hát, từ cảng cá Trân Châu ra phía tàu New Vision. Theo cơ quan chức năng, thời điểm này sóng gió trên biển khoảng cấp 7, cấp 8. Sau đó, người nhà cũng không liên lạc được với ông M và bà L. Tối 30 tháng 5, quản lý tàu New Vision đến trạm kiểm soát bên phòng Trân Châu trình báo việc thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết tối cùng thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng không thể điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn. Đồn biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng, các phương tiện hoạt động trên khu vực biết, tìm kiếm. Sáng 31 tháng 5, thời tiết gió lặng, đồn biên phòng Cát Bà đã điều động hai xuồng cùng 6 cán bộ chiến sĩ và ba tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực vùng biển từ cảng cá Trân Châu vào vị trí của tàu New Vision, neo đậu ở khu vực neo đậu số 2 Lạch huyện. Trong ngày 31 tháng 5, cơ quan chức năng tại huyện Cát Hải cho biết, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt tại vịnh Cát Bà, trước cửa khách sạn Hùng Long thuộc tổ 18 thị trấn Cát Bà. Tuy nhiên, qua xác nhận của người nhà ba nạn nhân, thi thể được tìm thấy không phải ba người trong vụ việc. Nạn nhân được xác định là LTM, sinh năm 1990, trú huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Sáng 31 tháng 5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban bộ tháng 5 năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an đã chủ trì hội nghị. Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 5 năm 2024, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2024, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng toàn lực lượng công an nhân dân đã giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước. Trong công tác phòng chống tội phạm, tháng 5 năm 2024, lực lượng công an nhân dân đã điều tra, khám phá 3.503 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 6.749 đối tượng, xử lý 439 vụ, 1.114 đối tượng cờ bạc, phát hiện 2.216 vụ, 3.842 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 395 kg và hơn 163.000 viên ma túy tổng hợp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Điều hành Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc cần thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng, nắm vững phương thức lãnh đạo của đảng, không buông lỏng quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong đảng, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình, quy chế công tác, điều lệnh công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia công an các đơn vị địa phương chú ý thực hiện cho được phương châm an ninh ổn định không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp tập trung bảo đảm an ninh an toàn chủ động phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa các hoạt động phát tán thông tin xấu độc gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội Bảo đảm thực hiện chỉ tiêu kéo giảm bền vững 5% tội phạm về trật tự xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm, thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn lao động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời. Triển khai thực hiện hiệu quả quy trình công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo 4 cấp công an. Đảm bảo tất cả các điều kiện về pháp lý, hạ tầng kỹ công nghệ, thiết bị và nhân lực, triển khai luật căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.